Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Big 7 Premier League trên kênh bình luận viên Anh Quân Story, nơi cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của nhóm đại gia tại giải Ngoại hạng Anh. Tối nay mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Etihad với màn thư hùng giữa Manchester City và Arsenal. Trước đó, một số cái tên thuộc nhóm Big 7 đã ra sân vào tối qua và rạng sáng nay. Hãy cùng đến ngay với Big 7 Premier League ngày hôm nay nhé. Như chúng ta đã biết, Man City đã không thể ký hợp đồng với Declan Rice từ West Ham ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Mùa giải năm nay, tiền vệ người Anh đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Arsenal. Pep Guardiola mới đây đã chia sẻ việc ông cùng Man City đã mua hụt Declan Rice trong buổi họp báo trước trận đấu với Arsenal vào đêm nay. Ở đây từng có nhiều cầu thủ mà chúng tôi mong muốn nhưng sau cùng họ lại quyết định không gia nhập chúng tôi. Declan Rice không phải là cầu thủ đầu tiên. Chúng tôi có một danh sách dài những cái tên như vậy. Cậu ấy có quyết định cho riêng mình. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn và may mắn. Mọi đội bóng ở Ngoại hạng Anh đều muốn ký hợp đồng với Declan Rice. Cậu ấy là đội trưởng của đội tuyển Anh, một cầu thủ trẻ nhưng có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến. Đó là lý do vì sao Arsenal thúc đẩy thương vụ mạnh mẽ như cách họ đã làm. Cũng liên quan tới Pep Guardiola, vị trợ lý cũ của ông tại Man City, đó chính là Mikel Arteta đã có những chia sẻ về mối quan hệ giữa hai người buổi họp báo trước trận đại chiến vào đêm này. Tôi luôn luôn dành sự ngưỡng mộ đến anh ấy, mãi mãi là như vậy. Với tôi, Pep rõ ràng là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới và là một trong những con người tử tế nhất làm bóng đá mà tôi từng gặp. Một người mà tôi luôn có nhiều niềm vui cũng như tiếng cười hơn khi làm việc cùng. Điều đó sẽ mãi mãi là như vậy. Tôi và anh ấy đang ở vai trò đối địch nhau, nhưng tôi phải thích nghi với hoàn cảnh đó. Nó là tình huống tương tự mà những cầu thủ cũng đã phải trải qua. Tôi có những cộng sự kề vai sát cánh ở Arsenal lúc này, nhưng sau này một trong số họ rồi cũng trở thành huấn luyện viên trưởng và bạn cần thích nghi với mối quan hệ đó. Nhà báo David Ornstein cùng James McNicholas mới đây đã tiết lộ trên The Athletic rằng Ben White đã phải nén đau thi đấu trong suốt mùa giải này khi Arsenal không còn một hậu vệ phải đúng nghĩa vào lúc này. Trước đó, Timber đã dính chấn thương nặng hồi đầu mùa giải trong khi Cedric Suarez đã thất sủng tại Arsenal trong một thời gian dài. Các phóng viên đã liên tục bắt gặp hình ảnh Ben White xuất hiện trên sân tập với chiếc đầu gối băng bó. Tuy vậy, phong độ của hậu vệ này bên hành lang phải trong thời gian qua vẫn là rất ấn tượng. Anh cùng các đồng đội sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất của mùa giải vào đêm nay khi đối đầu với đương kim vô địch Manchester City. Trước thêm đại chiến giữa Man City và Arsenal diễn ra vào đêm nay, giáo sư Arsene Wenger đã đặt niềm tin vào đội bóng cũ của ông trước các nhà đương kim vô địch. Arsene Wenger đã có một buổi ngồi lại bàn luận với nhau liên quan đến trận đấu này. Giáo sư đã chia sẻ khi được hỏi liệu rằng pháo thủ có khả năng đánh bại Man City hay không. Tại sao không cơ chứ? Man City luôn là đối thủ khó khăn nhưng có lẽ lúc này họ không áp đảo như trước. Arsenal có khả năng và phải thể hiện điều đó hiện tại. Tôi hy vọng và tin rằng Arsenal đã rút ra bài học mùa trước. Họ từng đánh mất điểm số khi áp lực bủa vây trong giai đoạn nước rút. Có thể năm nay, Arsenal sẽ thư thái hơn khi vẫn còn trụ lại ở hai đấu trường Ngoại hạng Anh và Champions League. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Brighton, Jurgen Klopp đã cập nhật tình hình lực lượng của Liverpool. Theo đó, The Kop nhiều khả năng sẽ thiếu vắng thêm hai trụ cột của họ ở trận đấu vào tối nay là Andy Robertson cùng với Curtis Jones. Chiến lược gia người Đức chia sẻ Robertson sẽ khó để trở lại khi anh đã dính chấn thương tại đội tuyển Scotland cuối tuần vừa qua và mức độ chấn thương của hậu vệ này đã không hề nhẹ. Với trường hợp của Curtis Jones, anh đã phải ngồi ngoài từ cuối tháng 1 trong trận đấu với Brentford. Tuy nhiên, chấn thương của tiền vệ này được cho là không hề nhẹ với cái bắp chân của anh. Đã 2 tháng kể từ khi Curtis Jones dính chấn thương, anh vẫn chưa thể trở lại. Jurgen Klopp cũng chia sẻ tiền vệ này vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu vào tối nay. Tuy vậy, các cổ động viên của Liverpool cũng không phải quá lo lắng khi McAllister, Szoboszlai và Endo vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và gần như sẽ đá chính trước Brighton. Mới đây, Xabi Alonso đã đưa ra quyết định sẽ ở lại Bayer Leverkusen sau khi kết thúc mùa giải này. Vị huấn luyện viên này được cho là đã từ chối những lời đề nghị từ phía Liverpool và Bayern Munich. Mới đây, Jurgen Klopp cũng đã chia sẻ liên quan tới quyết định của Xabi Alonso. Tôi có thể nói như thế này, cậu ấy là một huấn luyện viên trẻ đang ở một đội bóng mà cậu ấy đang làm rất tốt. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự như cậu ấy và cũng quyết định như thế. Nếu như các bạn muốn biết, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Xabi đang làm rất tuyệt vời ở Leverkusen. Họ có một đội hình tốt và họ có thể giữ được đội hình hiện tại để tiếp tục làm việc cùng nhau. Tôi nghĩ điều đó có thể, không phải năm nào cũng vậy đâu. Tôi hiểu cậu ấy muốn ở lại Leverkusen. Tôi không thể đặt mình vào hoàn cảnh đó để nghĩ thế này hay thế khác. Bạn cho rằng cậu ấy chọn ở lại Leverkusen vì nghĩ rằng thế là quá nhanh. Tôi thì không nghĩ có thể so sánh trong trường hợp này. Không thể nói với các cựu thủ thì họ sẽ thế này hay thế kia. Với người này có thể là như thế là quá nhanh, nhưng với người khác thì không. Vậy nên tôi không biết.
Không chỉ nhận kết quả không như mong muốn trước Brentford diễn ra vào rạng sáng nay, Man United đã phải nhận thêm những hung tin liên quan đến lực lượng. Theo đó, Raphael Varane cùng Lindelof nhiều khả năng đã dính chấn thương. Varane chỉ chơi 45 phút trong hiệp 1 trước khi bị thay ra vào đầu hiệp 2. Trong khi đó, Lindelof đã phải tập tễnh rời sân ở phút 70 của trận đấu và nhường chỗ cho Lisandro Martinez. Tuy nhiên, Varane đã chia sẻ với nhà báo Steven Radiston rằng chấn thương của mình không quá nghiêm trọng. Tất nhiên, chưa rõ cầu thủ người Pháp phải ngồi ngoài bao lâu. Còn đối với Lindelof, vẫn chưa có bất cứ một thông tin về chấn thương của trung vệ này. Nếu Man United mất thêm hai trung vệ này ở những trận đấu tới, đó sẽ là tổn thất tiếp theo của họ khi vị trí trung vệ lúc này chỉ còn lại Harry Maguire và Lisandro Martinez là hoàn toàn khỏe mạnh. Man United đã có một trận đấu tệ hại trước Brentford vào rạng sáng nay. Quỷ đỏ thành Manchester đã bị đối thủ áp đảo xuyên suốt trận đấu. Theo những thống kê trong trận đấu, số lần chạm bóng của Brentford trong vòng cấm của đối thủ gấp 3 lần so với Manchester United. Đây cũng là trận đấu thứ 9 trong tổng 11 trận gần nhất mà Man United phải nhận hơn 20 cú sút về phía khung thành của Onana từ đối thủ. Điều này chính là vấn đề dẫn đến những kết quả tệ hại của Man United thời gian gần đây. Thậm chí họ đã phải nhận thất bại nhiều hơn nếu không có những yếu tố may mắn song hành cùng. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, Erik ten Hag cho biết ông không lo ngại về lối chơi đang áp dụng cho Manchester United. Điều đó không quan trọng, miễn là chúng tôi có được kết quả tốt và không phải nhận thất bại. Chúng tôi để mất bóng rất nhiều và sau đó phải phòng ngự trước vòng cấm. Đó là điều chúng tôi đã làm rất tốt và còn sở hữu một thủ môn xuất sắc. Chúng tôi có bị thủng lưới nhưng con số là không nhiều. Theo tờ Daily Mail đưa tin, Chelsea đang lên kế hoạch bán hai cầu thủ là Rick James cùng Conor Gallagher ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới đây vì The Blue muốn tuân thủ nguyên tắc luật công bằng tài chính. Chelsea được cho là sắp tiếp bước Nottingham Forest và Everton vi phạm quy tắc sinh lời và bền vững của ngoại hạng Anh sau khoản chi tiêu đáng kể của họ kể từ khi được Clear Lake Capital tiếp quản vào năm 2022. Nếu Chelsea bán cặp đôi gà nhà Rick James và Gallagher trước cuối tháng 6 thì toàn bộ phí chuyển nhượng của họ có thể được coi là lợi nhuận giao dịch cầu thủ trong tài khoản mùa giải 2023-2024 của họ. Chelsea đang mong muốn tạo ra hơn 100 triệu bảng doanh thu bổ sung để tránh vượt quá giới hạn 105 triệu bảng của giải ngoại hạng Anh đối với khoản lỗ cho phép trong khoảng thời gian 3 năm. Rick James đã có hơn 100 lần ra sân cho Chelsea và vô địch Champions League cùng với The Blue vào năm 2021. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp của hậu vệ này khiến anh càng ngày càng xuất hiện ít hơn trong màu áo của Chelsea trong khoảng thời gian vừa qua. Trong khi đó, với Gallagher, có rất nhiều đội bóng đã đánh tiếng có được chữ ký của anh mùa hè này. Phía Chelsea hoàn toàn có thể nhả người nếu nhận được số tiền hợp lý. Chelsea đã có một trận đấu thất vọng trước Burnley vào đêm qua khi chỉ có được một điểm trước đối thủ dù được thi đấu trên sân nhà và hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Pochettino chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu cũng thể hiện sự bất lực với tình hình Chelsea hiện tại. Chúng tôi rất buồn và thất vọng với kết quả của trận đấu này. Chúng tôi đã quá chậm trong việc triển khai tấn công. Đó là cách duy nhất để chúng tôi có được chiến thắng. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã không có những năng lượng đủ nhiều để chiến đấu. Thật sự tôi xin lỗi các cổ viên vì một trận đấu tệ hại như vậy. Thật khó để chúng tôi cứ chấp nhận kết quả này. Đó là một trận đấu chúng tôi phải thắng với thế trận như vậy. Chúng tôi đang thiếu một cái gì đó. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang đứng ở vị trí hiện tại. Có lẽ tôi cần phải cứng rắn hơn với cầu thủ. Chúng tôi cần sự gắn kết và kỷ luật hơn ở những trận đấu tới. Tottenham đã có chiến thắng kịch tính 2-1 trên sân nhà trước Luton Town tại vòng 30 ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm qua. Chiến thắng giúp gà trống duy trì cuộc đua top 4 với Aston Villa ở những vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Huấn luyện viên trưởng Postecoglou đã có những chia sẻ của mình trong buổi họp báo sau trận đấu. Điều đáng thất vọng với chúng tôi là bàn thua phải nhận trong hiệp 1. Lối chơi và chiến thuật của chúng tôi rất tốt ở trận đấu này. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội, có được cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, đối thủ đã cản phá khá nhiều cú sút và phòng ngự rất bản lĩnh. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt, chúng tôi đã giải quyết triệt để trận đấu sau khi phải nhận bàn thua. Chúng tôi biết cần phải gây áp lực lớn lên đối thủ và tôi nghĩ các bạn đều đã thấy họ vất vả như thế nào trong 10 đến 15 phút cuối của trận đấu. Vẫn có một chút lo lắng sau trận đấu này, mọi trận đấu bây giờ với đội bóng đều là những trận đấu quan trọng bởi nó có ý nghĩa rất lớn. Tôi nghĩ cầu thủ đã và đang thể hiện rất tốt cho đến thời điểm hiện tại. Họ cần duy trì được điều này và sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng khi mùa giải kết thúc. Vị huấn luyện viên này cũng đã dành lời khen tới đội trưởng Son Heung-min khi tiền đạo người Hàn Quốc đã ghi bàn thắng quyết định mang về 3 điểm cho gà trống. Cậu ấy đã có nhiều thời cơ trong trận. Son hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn một bàn, nhưng cậu ấy không gặp may. Cậu ấy đã cống hiến cho đội bóng rất nhiều kể từ khi gia nhập câu lạc bộ. Cậu ấy có thể làm mọi thứ. Son rất quyết tâm. Cậu ấy luôn muốn chơi bóng với đẳng cấp cao nhất.
Newcastle đã có một chiến thắng không thể kịch tính hơn trước West Ham trong trận đấu sớm nhất vòng 30 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua. Bị dẫn trước 1-3 phút thứ 80, nhưng với bản lĩnh của mình, cầu thủ Trích Chòe đã ghi liền 3 bàn thắng trong hơn 10 phút cuối trận để giữ 3 điểm ở lại St. James Park. Một trận đấu cảm xúc của Newcastle, tuy nhiên sau trận đấu đã có những chia sẻ xoay quanh 3 bàn thua của họ phải nhận trong trận đấu. Bàn thắng thứ 2 của West Ham do công của Mohamed Kudus, Eddie Howe của Newcastle rất tức giận khi ông cho rằng Fabian Schär đã bị phạm lỗi trước đó, tuy nhiên video chiếu lại cho thấy không có một pha phạm lỗi nào đến từ tiền đạo người Ghana. West Ham đã triển khai đá phạt nhanh ở tình huống đó và có được bàn thắng. Cựu cầu thủ Chris Sutton đã phản ứng rất gay gắt trên sóng BBC Radio lúc đó khi gọi Fabian Schär là thằng ngu. Tôi không nghĩ có điều gì sai trái trong bàn thắng thứ hai của West Ham. Fabian Schär thật ngu ngốc nếu cậu ấy cứ ngồi đó lâu như vậy. Đó không phải một chấn thương đầu với cậu ấy. West Ham đã tận dụng cơ hội đá phạt nhanh và họ đã có bàn thắng. Newcastle cơ hội nhưng không tận dụng được trong hiệp 1. Còn West Ham thì đã làm được điều đó. Newcastle cũng phải trả giá rất đắt sau chiến thắng kịch tính trước West Ham. Hậu vệ phải Jermon Lascelles đã phải rời sân sớm ở phút thứ 17 do dính chấn thương đầu gối. Tương tự với người đồng đội Livramento cũng đã không thể hoàn thành trận đấu khi phải rời sân vào phút 56. Thậm chí người vào thay Livramento là Amiron cũng đã dính chấn thương sau đó và phải rời sân sau vỏn vẹn 10 phút thi đấu. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Eddie Howe đã chia sẻ về tình hình của ba cầu thủ này. Jermon có vấn đề về đầu gối nhưng tôi vẫn chưa có thêm thông tin cụ thể về cậu ấy. Tôi nghĩ Livramento đã bị trẹo mắt cá chân trong một pha tranh chấp bóng và Amiron đã bị thương ở đầu gối sau khi bị phạm lỗi ở pha bóng trước đó. Liên tiếp những điều không may đến với chúng tôi và tôi đã phải đưa ra quyết định để xoay sở với tình thế vào lúc đó. Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến các đội bóng thuộc nhóm Big Seven tại Premier League được chúng tôi cập nhật xuyên suốt 24 giờ qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các số Big Seven Premier League tiếp theo trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân Story.